Hải Đăng xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn sản phẩm cần tay Supermai. Đốt ngọn kẹp cho các bạn xem. Đốt ngọn này tầm 1 ly các bạn. 1 ly. Chiều dài của cần gồm có 3 kích thước là 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m. Chiều dài thu gọn của cần là 1,2 m. Độ cứng của cần là 5H các bạn nhé. Quay thông số của cần các bạn xem. Đây hiện tại đang quay cho các bạn cái cần 5H 6,3 m. Các bạn nhìn 5H Super 6,3 m. Nhìn thấy chữ carbon chưa? Đấy. Chất liệu carbon các bạn nhé. Chuôi cần. Quay tổng thể cần tay 5H Supermai cho các bạn xem nhé. Hiện tại đang quay cho các bạn cần 6,3 m. Quay tổng thể. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh giới thiệu các bạn sản phẩm cần tay Supermai 5H, độ cứng của nó 5H, chất liệu carbon, nó đốt ngọn là 1 ly, thu gọn là 1,2 m các bạn nhé. Hải Đăng phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.